chương trình mà nhờ ngay chỗ Thái làm cái chương trình mà mấy cái clip trên YouTube á, thì bên công ty Map Pacific thì có cái phần quà gửi tặng tri ân ngay chỗ Thái đã hỗ trợ cái chương trình mà giới thiệu sản phẩm Map Lurid trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa cảm ơn Thái rất nhiều. Dạ. Rồi, thì các bạn thấy đó, thì hiện tại là công ty chỗ anh Lâm, anh Khánh Lâm ở công ty Map hỗ trợ cho chỗ kỹ sư Thái hai thùng Lurid. Tại sao hỗ trợ? Bởi vì kỹ sư Thái có khuyến có đăng YouTube có hướng dẫn bà con về sử dụng cái sản phẩm Map Lurid như thế nào ở giai đoạn cây con, ở giai đoạn phục hồi cây và xử lý những cái vấn đề về cây đồng mùa mưa, không phải trên cây sầu riêng không mà trên những cây trồng khác nữa, thì công ty hỗ trợ một phần này cho mình. À, hỗ trợ một phần chứ không phải hỗ trợ bằng tiền bạc, hỗ trợ bằng sản phẩm. Để làm gì? Để sản phẩm này đưa tới bà con được nhiều hơn, và ngoài cái hai thùng này ra thì còn được thêm một phần quà nữa. Văn, mày đưa đi, chân đưa cho thằng Văn cầm, đưa đi, họ cắt ra chứ có gì đâu. Rồi, để gửi thêm một phần quà cái sản phẩm mới và thêm một không? Và thêm một cái sản phẩm nữa là cái Tarong 50 EC. Đây là một cái sản phẩm mình đã bán cũng đã 2 năm rồi, nhưng mà có mình sẽ làm thêm những cái clip mới. Nghĩa là cái Tarong này nè, nó thay thế cái Chlorpyrifos Metin ở cái sản phẩm là cái Mabi do đã bị cấm. Và sản phẩm này rất an toàn so với cá. Đối với những khách hàng mà hay hỏi mình về cái sản phẩm mà cá thì đây là thứ giải pháp để thay thế. Rồi, làm clip chỉ đơn giản vậy thôi. Cảm ơn cho cái thư thái nhiều thì một số sản phẩm thì đưa tới bà con nông dân, và cái hiệu quả cũng như là cái đặc tính và ưu việt của những sản phẩm thì ngay chỗ bà con liên hệ ngay chỗ kỹ sư Thái để hàng được đến bà con nông dân một cách nhanh nhất ha. Xin cảm ơn ngay chỗ anh Thái rất nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video lần sau.